Anh là bị khuyết tật đó hả chị? Khuyết tật đó, hầu nhỏ từ đó. Anh bị khuyết tật đó, hầu nhỏ từ luôn. Mà ổng là anh hơi ra nhòa đó. Dạ. Mà trừ bờ nhòa thì nhòa cửa thì cũng siêu hết đó đó. Ồ, nhờ nhờ này luôn hả? Nhòa đi đây. À đó, nói chung là bổ vừa rồi là phải chạy trừ nhòa cửa thì cũng siêu sập cái trơn. Rớt cái trơn rồi đó. Dạ. Cho nên là trừ muốn nhờ dạ dạ, con cũng nghe mấy chị chia sẻ hoàn cảnh của chị nên là cũng mới mất chồng đó, rồi có ba đứa con nhỏ, rồi còn mẹ già nữa, thì con cũng đến thăm rồi con được biết luôn là hoàn cảnh bà cũng rất là khó khăn. Dạ, thì con cũng đến đây con thăm gia đình một chút. Chồng chị mất ông len từ ông khắc ông len cái ông lớn cháy rồi ông len thuê xe bò kéo xe bò cho ông xuống ngó xí. Dạ. Hậu lắm. Ủa anh năm nay là bao nhiêu tuổi rồi chị? Anh năm nay là tuổi mẹo đó. À tuổi tuổi sửu. Dạ. Tuổi sửu là gần 50 rồi đó. Dạ 50 rồi. Ôi tay anh mình bò sao mà thấy đang thui quá hả? Ừ. Anh năm nay đi đấy bò chứ đâu có đi được. Anh bò đất thì thôi. Ôi, đi lâu quá rồi chứ không? Dạ. Giờ thầy chữa thử có đi đứng được không? Đâu, hồi sinh ra. Sinh ra là đi được rồi. Mà ren đó mà bị bệnh ra mà rút là đi không được đó. Dạ. Đây là nhờ đây đây, nhờ rất là tạm bỡ luôn quý vị ạ. Cái này tối quá hiền. Bố gì đâu sụp. Ui cái này thôi chắc đừng ở chị, có nhà nào ở tạm thời á, mình có mưa gió cái là đi đó. Tháng dạ. Bữa nay là không dám làm luôn. Đây quý vị, đang nấu cơm. Bếp rồi. Ôi trời. Ôi cái nhà này con thấy bà ơi. Bà đừng ở chị chung thấy sao nó ngói rồi chị. Đó, ở đó. Lên đi nước. À, dạ. Đi qua bên nhà xóm mình nè. Mình ở chứ đâu có ở đây. Dạ dạ. Ôi bảo này. Vừa rồi là coi như chả bổ đó. Đâu gã trơn rồi anh kìa. Dạ dạ. Nó gã gã trơn không còn gì trơn. Dạ. Hết luôn. Nói chung là không giờ là hai mẹ bình thường là hai mẹ con là ở nhà này đó ha. Dạ, hai mẹ con ở đây này. Dạ. Dạ. Mà mưa gió là phải chạy. Mà bữa nay là không ở được nữa luôn. Là siêu luôn rồi mà siêu rồi, siêu rồi thôi. Một thôi. Hết cay luôn rồi, không dám xuống. Dạ. Mình từ đó. Đó, này, đó một hết luôn rồi. Gỗ rồi một bên rồi nó gãy rồi. Ôi trời. Gãy luôn rồi. Bếp cần nó cần. Bà đang nấu cơm gì hả? Ừ. Trộn dưới đất này quý vị. Nấu cơm tối ăn hả bà? Dạ, cơm tối rồi. Dạ. Ôi, đang bị cúp điện đúng không bà? Cúp điện, cúp điện. Cúp điện này là không có cái gì đèn gì đâu nhé. Nhờ không có cái phòng vệ sinh luôn hả chị? Không có. Chưa có gì hết. Ngồi chưa chưa. Nói chung là không có gì cần nữa. Chị nói là anh cũng định đó là dạ. Có tiền để cho mẹ để làm nhà làm cửa đây ha. Dạ. Kêu là hết cái lục này là hai vợ chồng chị là định là kêu là cho mẹ xi măng. Cho mẹ mấy tấn xi măng để mẹ lồn cái thêm vô để cho mẹ lồn cái nhà dưới này đây. Yeah. Là để cho bà nội bà ngoại háo với lại anh hơi ở. Mà trừ chồng chị mất rồi. Trừ đi rồi không chị không còn giúp được nữa. Yeah. Cái nhà rất là tạm bợ luôn. Mấy ván ở nhưng mà cũng gần đổ sập rồi. Tội anh quá. Anh có nói được không? Dạ. Yeah. À, dạ được hả? Dạ. Anh xin lỗi anh tên gì? Dạ. Tên Thọ. À, tên Thọ. Dạ. Tội quá. Bị khuyết tật từ lúc sinh ra đến giờ đó hả chị? Dạ. Sinh ra đến giờ đó. Dạ. Đứa đó lúc cao mà ai ăn. Cho An... nhỏ từ đó ăn uống đút đó con. Dạ. Nhỏ từ đó. Ăn uống là tắm rửa rồi vệ sinh rồi. Vệ sinh thứ chi cũng bò hết trơn đó con. Dạ. Bò đâu có bước đi đâu của
rễ trái ra bọt cũng không xuống được con, thấy không? Ui, cho đi đi xí là gì liền chứ không cho xuống lùng tùng ruộng đâu có cho đi, khác đâu cho đi, không được đi đào ra cái trụ ở nhỏ. Con quýt quen không biết được. Rồi bò cũng là quýt ốt cô, rồi cũng tim hở canh tim nữa. Đủ thứ ở trong nên bò khổ đứa con. Em trừ con nhờ con kệ. Con có sai sở thì đó xin cho bò và lùm lỡ cái nhò cho cứng cứng ở. Ôi con mũi, con mũi. Ôi trời. Tội. Thiệt cái chứ. Khổ thiệt. Thấy hoàn cảnh của chị trên đó cũng khổ rồi mà xuống đây thấy cũng còn quá là bi đát luôn. Quý vị thấy rằng cái nhà giờ chắc cái này gió có cái nữa là chắc ra đi luôn luôn á. Giống như là cái chòi mà cái nhà nữa. Bà ơi thì hôm nay con cũng đến thăm hoàn cảnh của gia đình bà ha. Con cũng đại diện cho những nhà hậu tâm trong và ngoài nước đến đây để con thăm và chia sẻ một cái chút tấm lòng vàng của cô bác đã gửi về đây để chia sẻ giúp cho bà con gặp khó khăn trong cái bão lũ đó. Dạ con cũng xin gửi cho bà và anh là 2 triệu ha. Thì đây là những cái tấm lòng vàng để giúp cho cảm ơn. Cái này là tấm lòng vàng của những nhà hậu tâm ở trong và ngoài nước đó, giúp cho bà con mà gặp khó khăn trong cái bão lũ đó. Dạ thì đầu tiên thì con chia sẻ như vậy, rồi nếu mà có duyên được cô bác anh chị giúp đỡ thêm cho bà thì con đến đây để con trao, cũng như cái mong muốn của bà là muốn là có một cái căn nhà nói chung là ở sao cho nó kỹ càng hơn một chút, đúng không? Dạ thì con cũng chia sẻ những hình ảnh này, nếu mà có duyên được ai giúp đỡ thêm thì con đỡ thôi. Cảm ơn con thì dạ chị cũng nhờ con giúp đỡ, như có căn nhà mà cứng cứng thì mừng biết mấy. Dạ, bà là bà Trần Thị Lệ đúng không? Dạ, con có ghi trong cái danh sách này. Dạ rồi. Trời, hai bà, hai mẹ con ở trong cái nhà này rất là siêu vẹo quý vị, rất là nó có thể đổ ngã bất cứ lúc nào, quý vị thấy là mấy cái khúc gỗ này như vậy đó. Do là cũng rất là khó khăn về cái vấn đề mà chăm anh đó quý vị, vì anh con bị khuyết tật đó. Dạ. Tổ nhỏ từ đó tới dạ, chăm bà chăm từ lúc từ mà nhỏ. Lúc sinh ra đến giờ đó ha. Dạ. Rồi, chừng đây về đút cơm. Ai ăn biết ra ra đâu có chút được. Dạ. Đúng rồi, cái tay thì hầu mỗi lần mà trời chuyển là hắn giật ta chân đi này, run đi. Dạ. Đâu có ấy. Mệt lắm. Dạ. Túi là lo lắm. Dạ. Trời cũng chuyển đó, trời hầu mỗi lần chuyển mưa là chắc động trời đó đúng không? Động trời đó. Dạ. Mình đi thì mình mới biết được là trong xã hội còn rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn vậy. Mình thấy mình là cũng hạnh phúc rồi đây. Dạ. Dạ. Có mấy chị nên là chỉ giới thiệu cho con để con biết cái hoàn cảnh của bà đó. Cảm ơn mạnh thường, các mạnh thường của cảm ơn là chi? Cảm ơn là các nhà hậu tâm mạnh thường quân đó. Nhưng mà thôi bà nói hồi nãy nữa là ai cũng hiểu cái tấm lòng của bà rồi. Tội lắm bởi vì ở quê thì không có nói nhiều nên là cũng chắc phát như vậy đó quý vị ạ. Ôi đây tôi. Ôi. Nước lục vô đó. Dạ. Yeah. Nước lục vô là nó tùm lum nè hả? Nước lục vô đồ cái nhà đứa đó. Ủa, ở đây nước lục nó lên sao không chị? Nó lên vô răng đấy. Nước lắng là gì đâu vô. Nó lên tới đây luôn. Ôi vậy thật, ở đó trong nhà của bà chắc cũng. Đây nè, bà hết mới đồ cái nhà đây chứ. Nó vô trong nhà cái bắt đầu cái nhà mình nó tùm lum tùm ba này đó ha. Đó, nước vô nữa đó. Nước vô lỡ. Nhà đây nhà đất nữa nên là đó. Đây cái bàn ăn cơm của hai mẹ con đây. Tội thiệt cái chứ. Cái giường ngủ hai mẹ con. Vậy là bữa nay là bà cũng đi ở cái chỗ khác chứ cái nhà này giờ nó sập rồi đúng không? Nhưng mà vẫn dù buổi tối đi ngủ thì đi đúng không? Chứ còn ban ngày là vẫn nấu ăn ở đây đúng không bà? Đó đó. Ở đây còn ban đêm là không có ngủ đây được. Ở đây sợ đúng không? Sợ là phải
đi tới về sụp bên đó xuống nhờ miếng vải nhôm đầu sụp lung xuống rồi. Ờ nó nghiêng rồi, nó nghiêng một bên rồi. Cho nên không dám ngủ. Anh này yeah. Nhờ ngủ. Tối nữa bữa nay ở đây đang cấp điện nên là không có điện đèn gì trơn. Không có điện. Dạ dạ, con cũng chia sẻ thì nếu bà có duyên phước mình có thì con cũng mong là được nhiều cô bác anh chị quan tâm đến hoàn cảnh của bà. Dạ, còn con cầu nói thôi, con chia sẻ thôi. Dạ. Bà cũng có. Con. Dạ. Con xin lỗi bà, năm nay là bà bao nhiêu tuổi rồi bà? Bà 68 tuổi rồi. Bà 68 tuổi. Dạ. Đây là anh này là con đầu của bà hả? Con đầu đó con. Dạ, con đầu của bà. Tội anh ghê. Ui con Bảo, nếu con Bảo vô nữa dễ sụp cái nhà này quá. Trời ơi, nó nghiêng, nó ngã rồi. Nó vậy mà hai mẹ con vẫn ở đây để nấu ăn chứ còn không có chỗ nấu ăn. Buổi tối thì đi ngủ nhà người khác. Nhà quý vị thấy này. Hai em chưa thấy cái nhà nào mà như nhà này luôn. Khổ thiệt. Ôi, anh ơi, em về nghe. Dạ, dạ. Chào anh Hỷ. Bắt tay anh gái nha. Tội ghê thiệt đấy. Dạ. Dạ, thứ ba con đi nghe. Thôi, con đi. Dạ, dạ, con đi rồi.